Quay mấy bé rồng lớn cũng nhiều rồi, hôm nay thì tôi sẽ quay mấy bé rồng baby mới nở cho mọi người xem nha. Shop tôi thì có rất nhiều dòng từ thấp cho tới nâng cao, có đầy đủ màu sắc cho các bạn lựa chọn luôn nha. Ngoài ra thì cũng có những dòng giá rẻ phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên nữa. Khi các bạn mua rồng bên shop mình thì có thể yên tâm, tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt quá trình các bạn nuôi, từ khi còn là baby cho đến khi các bé dậy thì thành công luôn đó. Các bạn hãy nhanh tay nhắn tin cho mình trong ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều ưu đãi dành tặng cho các bạn luôn. Còn chần chờ gì nữa mà các bạn không sở hữu một bé rồng Nam Mỹ rồi về đặt tên cho bé nào?